Món gì em? Làm sao vậy? Nhìn chưa? Anh trai bất lực vì có người yêu não cá vàng, đi mua đồ nhưng về tay không. Câu chuyện não cá vàng của hội chị em chắc hẳn không còn là chuyện xa lạ với các anh nữa. Ví dụ như chuyện cắm chìa khóa xe rồi cứ thế mà bỏ đi, cầm đồ trên tay nhưng cứ căng mắt đi tìm. Những câu chuyện đỡ chẳng hiểu tại sao của mấy chị luôn khiến người yêu phải khóc thét và cư dân mạng thì phải liên tục hoang mang ngán ngẩm. Và câu chuyện dưới đây cũng không là ngoại lệ. Một anh chàng đã quay clip cô bạn gái trên trời đi mua nước nhưng tiền thì trả, còn nước thì chẳng thấy đâu khiến anh cũng phải bất lực. Cụ thể, khi thấy chị gái từ quán cà phê chạy ra, anh liền hỏi đi đâu thế? Chị rất hồn nhiên trả lời rằng mình đi mua nước. Sau đó, anh người yêu vẫn dùng tất cả sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng của mình hỏi lại chị 3-4 lần. Thế nhưng, có vẻ não chị vẫn đang mải chơi với cân đầu vân của Tôn Ngộ Không nên chưa phát hiện ra điều kỳ lạ. Anh đưa em đến đây mua gì? Mua nước. Nước gì? Xong chưa? Xong rồi. Đi. Cuối cùng, sau 7749 lần dạo chơi, chị đã hoàn hồn và phát hiện thì ra mình quên không mang nước về. Thế là phải nhanh trí quay xe ngay lập tức. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận về những lượt bình luận hài hước như sau. Khum sao, vì chị cu tê quá nên phải bỏ qua nhanh ôi. Tác dụng phụ của mũi tiêm Covid thứ tư đây mà. Hơi lác cả nhà. Anh người yêu kiểu không biết nói gì luôn. Các bạn nghĩ sao về chị gái não cá vàng này? Comment chia sẻ cho tôi biết ngay nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.